have people. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hà và Phi Nhung cùng hát với nhau trên một sân khấu ở hải ngoại, cùng thu âm và cùng làm chung một cái production của trung tâm Thúy An. Hà biết Phi Nhung từ lúc đó, tức là 20 mấy năm về trước, nhưng mà không có thân với nhau, tại vì Hà hay la Phi Nhung lắm. Hà la là vì cái chữ này Hà dùng ở đây nó lịch sự hơn, chứ cái chữ khác kìa, tại vì Phi Nhung tào lao lắm cho nên Hà la hoài, nhưng mà rất thương, vì thương mới la. Và những năm sau này thì Hà về đây hát thì bắt đầu mới thân với Phi Nhung, và khoảng gần 2 năm nay thì là thân nhất, vì cùng đi gym. Cả hai đứa nào cũng muốn giảm cân hết, mà tập gym hoài chẳng có giảm cân chút nào hết. Chỉ có bắt đầu yêu mới giảm cân thôi. Hà phải nói một cái gì khác, vì tự nhiên lúc mà Hà nhận cái giấy đó Hà bị xúc động. Vì Hà đã nói, ủa, Phi Nhung không còn nữa mà tại sao lại hát? À, mới sực nhớ là tháng 4 là sinh nhật của Phi Nhung, vì năm ngoái Hà và Phi Nhung làm chung một cái sinh nhật ở nhà của một chị bạn. Chính Hà cũng không ngờ là đó là cái sinh nhật cuối cùng mà Hà không có gặp lại Phi Nhung nữa. Số phận nó là như vậy. Nếu mà Nhung không có vì một lời kích động của một ai đó nói để mà Nhung phải đổi vé máy bay, bỏ vé máy bay, phải ở lại để đi làm từ thiện, để đi giúp cho những người nạn nhân mà đang bị Covid, trong khi Hà là gần như mỗi ngày nhắn nhủ kéo về để mà đi tránh dịch, mà Nhung cứ hứa là Nhung sắp rồi, sắp xong rồi, sắp xong rồi sẽ về. Nhưng mà đến lúc Nhung bệnh thì Nhung đã giấu và không có nói gì hết. Cái hối hận của Hà là đã như vậy, Hà còn giận Nhung nữa. Giận thì lại càng la hơn nữa, trong điện thoại lần nào cũng hét lên bảo phải đi về. Cho nên là nghĩ lại thì nhiều lúc thấy mình cũng có lỗi. Có lỗi là vì đã la người này nhiều lần. À mà ác kêu viết tờ giấy để lên làm gì? Giờ hát không được rồi. Người nào rồi? Hoàng Hải phải không? Em phải không? Nhưng mà Hà biết là Phi Nhung vẫn đâu đây. Chắc là Nhung đang ở trong căn phòng này nghe Hà nói chuyện, và chắc là sẽ tha thứ cho Hà, vì sẽ hết giận Hà rồi. Cứ mỗi một lần Hà gọi Hà la bảo không về lại bên Mỹ là tao từ luôn, không bao giờ muốn nhìn mặt nói chuyện nữa. Xong cái là bà cứ cười hề hề, chị la em mà chị vẫn thương Nhung mà. Bà bảo không,
không về chuyến này là không gặp mặt, không nói chuyện nữa. Không ngờ đó là lần cuối cùng nói thôi và không bao giờ được gặp nữa. Chúc mừng sinh nhật Phi Nhung. Chắc là năm nay 52 rồi nhỉ? Sinh năm 70, 52 rồi đúng không? Nhỏ hơn Hà 1 tuổi. Ở nơi đâu đó, nhưng phải biết là Hà và tất cả mọi người khán giả vẫn còn yêu thương Nhung rất nhiều. Happy birthday. We love you.